Xin kính chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Xe Cổ Miền Nam. Và trước mặt Huy đây là một chiếc xe mới vừa về Toyota Tân Cảng bên Huy, Toyota Innova số tự động anh chị, mẫu mới nha, mẫu 2017. Thì được sản xuất vào cuối năm 2016, tháng 11 anh chị. Và xe này hiện tại thì bên Huy mới vừa lái về các anh chị, số tự động. Thì sang cái mẫu này thì anh chị sẽ có được một chiếc Innova số tự động 6 cấp các anh chị, 6 cấp nha, động cơ mới, hộp số mới, mẫu mới luôn. Và chất lượng thì anh chị không phải lăn tăn gì hết. Đây là một chiếc xe màu đồng anh kim. Này, vỏ này còn rất là dài luôn nha anh chị nha. Rất là dài luôn. Đó, gương thì được chủ xe trang bị có tính năng gập điện tự động các anh chị. Gập điện tự động. Đó. Thì chiếc xe này mới vừa về thôi, thì Huy cũng sẽ dành vài phút giới thiệu cho quý anh chị về cái mẫu xe này. Được chủ xe trang bị gập gương bằng điện nha anh chị, lóc lại tự động gập lại. Đó, còn những cái phần đề can thì chủ xe gắn thêm này các anh chị, ở tay nắm cửa. Dán phim che mưa. Đó, những cái vị trí này chủ xe đã dán cái đề can, dán đề can rất là kỹ luôn các anh chị. Đấy, anh chị nhìn xem về ngoại thất ha, khá là đẹp. Bình Huy mới vừa lái về, chưa có làm maru, chưa có vệ sinh dọn dẹp gì hết. Thì đây là một chiếc xe gia đình đi, cực kỳ kỹ. Những cái đường gân như anh chị thấy này ha. Đó, trời nắng anh chị nó ấm lên rõ ha, những cái đường gân và kẻ hở với các chi tiết. Đó, anh chị nhìn cái bề mặt này. Đó. Đó, anh chị thấy không? Rất là phẳng và đều, không có bị nhấp vô. Và chiếc xe này hiện tại thì Bình Huy sẽ tiến hành làm đẹp cho chiếc xe. Vỏ còn rất là dài nha anh chị. Vỏ còn rất là dài. Cuối 2016, mẫu 2017. Thì Huy sẽ cùng với quý cô chú anh chị mình xem chi tiết cái nội thất của chiếc xe này, cực kỳ đẹp. Và đây là chiếc xe chủ xe đi giữ kỹ lắm các chị. Này anh chị nhìn này, phần tắp bi cửa. Đó, phần nhựa đen bóng. Anh chị nha. Đó, vị trí này anh chị thấy không có bị dơ đâu nha. Chủ xe cực kỳ kỹ. Qua đây những cái miếng, cái vị trí này anh chị, chủ xe dán ha, dán cái miếng để chống trầy. Còn những cái phần mà lóc cửa này anh thấy chị thấy không, thường thường là nó bị mòn, còn đây này còn rất là mới ha. Gương thì có gập điện luôn anh chị nhé, gập điện. Đó, vị trí để bình nước, ly cà phê mình sử dụng này, tắp bi này đẹp. Những cái phần bật lên xuống thì chủ xe trang bị những cái ốp chống trầy. Đó, như anh chị thấy ron này còn rất là căng luôn. Còn bộ lon con tán thì còn nguyên nha anh chị. Ghế ga, những thanh trượt này. Rồi bàn đạp và thắng bàn đạp ga. Ở dưới sàn thì chủ xe ngoài việc lót sàn simili các anh chị, này thì chủ xe còn trang bị một tấm lót chân để giúp cho cái xe sạch hơn. Vị trí điều khiển cái độ cao thấp của đèn các anh chị. Đấy. Như anh chị thấy nha. Những cái ốc gỗ rất là đẹp luôn. Ở trên tắp lô chủ xe có lót tấm cách nhiệt cho phần tắp lô. Đấy, còn tắp lô này còn rất là mới. Rồi, vào bên trong, đây phần ghế đây anh chị. Đấy, ghế còn rất là mới nha anh chị nha, rất là mới. Rồi, vào bên trong thì Innova mà số tự động thì anh chị đi cực kỳ sướng. Được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Có chế độ tiết kiệm nhiên liệu Eco, cũng như là chế độ anh chị có thể tăng tốc hoặc là vượt xe khác Power. Còn vị trí này chủ xe dán đề can hết các anh chị thấy không? Này, cần số này, hộp số ở đây anh chị thấy không? Khá là đẹp. Mới vừa lái về, chưa có làm maru, chưa vệ sinh dọn dẹp gì hết. Đây là phần vô lăng. Này, như anh chị thấy vô lăng. Đó. Như anh chị thấy không? Nè. Nó không có bị mòn nhiều nè anh chị. Đó. Xe đi đúng chuẩn và rất là đẹp luôn. Đây, mặt đồng hồ tắp lô up đi trong các anh chị. Đấy, cho rất là nhiều những thông số, thông tin ở trên này. Thì anh chị có thể xem thêm. Và đây là cái đầu Android chủ xe trang bị rất là đắt tiền. Có trang bị thêm cái phần camera cặp lề cái gì đây. Đó, ở phía được bố trí ở gương chiếu hậu bên phải. Và cái đầu DVD này thì sẽ được trang bị rất là nhiều những cái app, gồm có những cái phần mềm sử dụng Bluetooth. Có trong đó thì có hai phần mềm thường sử dụng là camera hành trình ghi hình, camera hành trình ghi hình các anh chị, nó sẽ ghi liên tục. Và có việc map dẫn đường, việc map dẫn đường.
Việc map F1 thì nó sẽ giúp cho quý cô chú anh chị di chuyển đúng tốc độ. Ngoài việc dẫn đường thì nó có cái tốc độ giới hạn anh chị. Quá tốc độ đó nó sẽ báo cho quý anh chị biết đoạn đường đang đi và mình đi nó bị vượt quá tốc độ. Có Zalo, có Zin rồi, rất là nhiều ha anh chị ha. Rồi, mình sẽ xem về phần camera gear. Ok, có camera gear đầy đủ. Đấy. Thì anh chị mua những chiếc xe như thế này về thì anh chị sử dụng thoải mái. 2016 nhưng mà nó có form là form mới 2017 rồi. Trang bị hộp số mới, động cơ mới. Không khác gì những chiếc xe 2017 và so với 2018, 2019, kể cả 2020 thì cũng không có gì khác nhiều về mẫu mã, kiểu dáng ha. Hầu như mọi thứ là cùng một form. Đấy, anh chị nhìn tắp vi cửa phía sau, anh chị thấy không? Chưa là Maru, chưa vệ sinh gì hết nha anh chị nha. Đó, nó còn rất là mới và đẹp. Này, ghế này anh chị nhìn không? Thường thì xe này chủ xe đi thường là đi một mình thôi. Đó, không có chở nhiều người, cho nên là ghế sau, băng ghế rồi còn rất là đẹp và mới. Đây, có cái hai để đồ phía sau luôn anh chị. Đó, mình có thể để đồ, để iPad, để đồ mình sử dụng. Với một chiếc xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động anh chị, auto đây. Hai dàn lạnh trước và sau. Trước và sau đều là trang bị hệ thống điều hòa tự động và đặc biệt là buổi tối nó ấm lên cái dải đèn LED màu xanh dương này, nó rất là đẹp luôn anh chị. Đó. Ở trên trần thì đã được bọc trần rồi anh chị ha. Bọc ni lông. Đấy cho nó sạch. Rồi. Đấy, di chuyển ra phía sau cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì đây là một trong những cái chiếc xe mà anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Số tự động đi rất là sướng. Và với cái tầm tiền anh chị chỉ 538 triệu thôi. Và 2016 thì phía tài chính Toyota cũng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 60% nha anh chị nha. Đó, vị trí mà lên xuống đồ này anh chị nhìn ha, cũng còn rất là mới luôn. Thì đây là chiếc xe gia đình đi, rất là kỹ. Cho nên anh chị không phải lăn tăn, lo lắng gì. Toyota Tân Cảng bên tôi đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng 176/1 rồi và có giấy cam kết đảm bảo xe không bị lỗi anh chị nha, không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản và sẽ cấp giấy chứng nhận cam kết cho quý cô chú anh chị đầy đủ. Đây là phần phía sau cũng như là hông ở phía bên phải. Mới vừa về chưa có làm đẹp gì hết các chị. Xe này mà bên Huy làm đẹp chắc chắn sẽ rất là keng luôn vì chắc xe còn rất là mới. Đấy anh chị nhìn nè, tắp bi nè đó. Thì Huy cũng giới thiệu sơ cho quý cô chú anh chị mình xem qua. Còn một tí Huy sẽ mở cái động cơ lên anh chị sẽ thấy hết hồn luôn. Thực sự xe này chủ xe đi cực kỹ cực kỳ, vệ sinh thường xuyên luôn đó. Ngoài việc mà bảo trì bảo dưỡng thì vệ sinh cực kỳ kỹ, cho nên là nhìn nó đẹp lắm anh chị. Đây, Innova 8 chỗ nha anh chị, 8 chỗ rộng rãi thoải mái, đi khá là phê. Tăng tốc rồi khả năng vận hành tuyệt vời, không có phải lo lắng lăn tăn gì cả. Thì những chiếc xe như thế này thì anh chị mua về ha, mình chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Bên Huy là sẽ tiến hành kiểm tra rồi bảo dưỡng ha, bảo dưỡng rồi cho xe. Anh chị về là chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Đổ xăng và chạy thôi. Số tự động á chị đi sướng á chị. Khỏi phải đạp bằng đạp côn mà đạp thắng. Thì đây là một chiếc xe, đây anh chị nhìn nè, động cơ này. Đó, đẹp không chị? Con bu lon con tán nó còn nguyên nha. Đây, anh chị nhìn cái tấm cách nhiệt cabo này. Đó, keo sùng thì yên tâm nha. Kiểm tra kỹ rồi. Đây, cụm ABS này. Đó. Hết hồn chưa? Nổ này, em ru luôn. Đó, đây, bô pin này, những ống cao su này. Đấy. Rất là keng luôn. À, một chiếc xe thực sự phải nói là 2016 mẫu mới, 2017 nhưng mà gia đình đi kỹ cho nên là xe nó rất là đẹp các anh chị. Thực sự đẹp cực kỳ luôn. Đó. Thì cũng sơ lược ha cho quý cô chú anh chị mình nắm. Thì những cái chỗ nhẹ nhẹ như thế này thì bên Huy về sẽ tiến hành làm đẹp. Đó, làm đẹp lại xe. Thì anh chị sẽ có được một chiếc xe, một sản phẩm như những chiếc xe mà đã được hoàn thiện Marukuri làm đẹp như thế này. Marukuri bên Huy thì Huy giải thích sơ sẽ tiến hành vệ sinh tánh bóng, xử lý làm đẹp hầu như toàn bộ ngoại thất, rồi nội thất bên trong, rồi hệ thống gầm, hệ thống động cơ cực kỳ kỹ luôn anh chị. Thì đó là cái gói công nghệ độc quyền tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, công nghệ của Nhật anh chị, cực kỳ chất lượng luôn.
Thì thông tin để quý cô chú anh chị mình nắm, một chiếc xe gia đình đi, sử dụng kỹ, xe đẹp, chất lượng, ok. Thì anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì liên hệ với giá niêm yết là 538 triệu anh chị. Một cái mức giá khá là vừa phải với một chiếc xe Innova 2017, cuối 2016 và đầu 2017. Chiếc này là 2017, mẫu hiện tại, mẫu được khách hàng rất là chuộng. Số tự động với trang bị một số tự động 6 cấp, động cơ được trang bị dual-speed, xe thì đi khá là tuyệt vời. Innova rộng rãi, bền bỉ, gầm bệ đồ anh chị, nó rất là chắc chắn, cho nên anh chị đi nó giảm sốc, nó rất là ok luôn. Và chi phí bảo trì bảo dưỡng của một chiếc Innova cũng rất là rẻ luôn. Cùng với đó là cái giữ giá cực kỳ tốt. Cái mẫu mà những cái chiếc xe đời đầu như thế này, những cái mẫu đầu sau khi thay đổi như thế này, thì thực sự đây là những chiếc xe rất chất lượng. Phụ kiện thì cũng được trang bị những phụ kiện rất là xịn, ghế da loại xịn đó, đầu DVD cũng là xịn, và camera cặp lề cũng vậy, và hầu hết những chi tiết bên trong. Ok các anh chị, thì sơ bộ trao đổi chia sẻ để quý cô chú anh chị mình có thể nắm được chiếc xe Innova 2016 và cái mẫu 2017 này, với rất là nhiều sự thay đổi và xe về chất lượng thì không phải lăn tăn lo lắng gì cả. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm để Huy tư vấn cho anh chị được rõ hơn ạ. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những sản phẩm tại Toyota Thanh Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam các chị. 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xe cũ có, xe mới có. Thích xe nào cứ liên hệ với Huy ạ.